Bây giờ mình đến nhà của Út nữa các bạn ơi. Cô. Cô. À, bữa nay con có số tiền của anh Thưởng ở Bạc Liêu gửi cho cô. Số tiền 500 ngàn cô ơi. Cô Út làm nhiều thì dạ. Hy vọng thì cũng góp thêm người chút chút cô. Cảm ơn nhiều lắm nha. Cái này số tiền của anh Thưởng ở thành phố Bạc Liêu á, gửi về cho cô với số tiền 500 ngàn cô. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ dạ. Thì hy vọng cô cũng sớm đủ số tiền để cắt cái phần tay. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, phần tay của cô đang cần cắt các bạn, cho nên là hãy có số tiền gấp chó thành bảo các bạn ơi. Thì em cảm ơn anh Thưởng nha, anh Thưởng cũng ở Bạc Liêu thì có lòng hảo tâm giúp cô, cũng có hy vọng anh cũng gặp nhiều điều may mắn. Dạ. Cô cảm ơn nhiều lắm, chúc bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Dạ dạ dạ. À, vì con cũng đi cô ơi. Dạ. Cảm ơn nhiều việc. Qua trao tiền cái rồi. Nhiều quá. Dạ dạ dạ. Cảm ơn con hết sức, dạ, Út không biết nói làm sao nữa. Dạ dạ, rồi con về Út ơi. Ờ. Dạ dạ. Con hết sức.